kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Land. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Giám đốc Công an Đồng Nai lên tiếng vụ ô tô va chạm với tàu hỏa, 5 người thương vong. Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giám đốc và phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo xác minh nguyên nhân tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 28 tháng 7 tại vị trí giao cắt giữa đường sắt Bắc Nam với đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 2 người thương vong, trong đó có bé trai 13 tuổi và 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Khoảng gần 21 giờ cùng ngày, trong lúc tàu lửa đi từ Bắc vào Nam có tín hiệu báo tàu sắp đến, nhân viên gác chắn đóng đường Phạm Văn Thuận để đón tàu, thì bất ngờ nam tài xế điều khiển ô tô bán tải chở người đi từ trong hẻm ra. Hẻm nơi xe bán tải chạy ra không có gác chắn. Lúc này, ô tô bán tải tiến vào đoạn giao cắt với đường sắt để băng qua thì xe lửa lao đến tốc độ khá cao, hất văng xe ô tô sang bên đường. Chiếc ô tô bán tải văng mạnh trúng làm 2 người tử vong, 3 người bị thương. Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông có mặt tại hiện trường. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra khiến chiếc xe ô tô bán tải bị hư hỏng nặng, túi khí phía trước trong xe bung ra, cú tông mạnh của tàu hỏa vào chiếc ô tô khiến một mảnh vỡ của chiếc xe văng ra xa hàng chục mét. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Tàu hỏa đang phải dừng lại để phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh làm rõ vụ tai nạn. Vụ tai nạn khiến một nhân viên nhặt rác và bé trai 3 tuổi tử vong, thi thể của nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường, có ít nhất 3 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu. Nhân chứng vụ tai nạn giữa tàu và ô tô ở Biên Hòa, tài xế vượt đường sắt ẩu. Theo thông tin trên báo Dân Trí, vào tối ngày 28 tháng 7, người dân sinh sống dọc tuyến đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, bàng hoàng trước vụ tàu lửa va chạm với ô tô bán tải tại nút giao đường sắt với đường Phạm Văn Thuận khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Theo quan sát, nút giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa có 4 hướng lưu thông. Cơ quan chức năng chỉ đặt gác chắn 2 hướng đường Phạm Văn Thuận và một hẻm vào chợ dân sinh phường Thống Nhất. Hẻm còn lại giao cắt với đường sắt không có gác chắn. Ô tô bán tải lưu thông từ trong con hẻm này ra dẫn đến va chạm với tàu hỏa. Sau cú va chạm mạnh với tàu SNT5, phần đầu ô tô bán tải biến dạng, nát bét. Túi khí chỗ ghế lái bung ra, nhiều mảnh vỡ của xe văng ra khiến một số người đi bộ gần đó hoảng sợ tìm cách thoát thân. Chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn, anh N, thành phố Biên Hòa kể lại, khi tàu gần đến, nhân viên gác chắn tại chốt đường sắt đã hạ đủ 3 gác chắn và chuẩn bị đón tàu. Thấy ô tô bán tải đang lao ra từ trong hẻm, hẻm giao cắt với đường sắt nhưng không có gác chắn, nhân viên trực chốt, thổi còi liên tục và ra dấu hiệu dừng xe, nhưng xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển tới dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Anh N cho biết thêm sự việc diễn ra quá nhanh, nếu ô tô bán tải chỉ cần nhanh hơn 10 giây thì có lẽ sẽ không có tai nạn. Lúc va chạm, ô tô đã đi qua gần hết thân xe, việc tài xế cố gắng khi đã có chuông reo. Thiếu quan sát xung quanh theo anh N là quá ẩu. Còn chị T, nhân viên quán ăn trên đường Phạm Văn Thuận cho biết, lúc đó khoảng 21 giờ chuông báo hiệu tàu chuẩn bị đã reo, gác chắn khác đã hạ. Tàu gần đến rồi nhưng ô tô vẫn bất chấp vượt qua. Khi tàu gần qua hết đường ray thì va chạm vào đuôi ô tô, khiến xe xoay vòng, tông vào người nhân viên thu gom rác, tài xế sẽ bị hất tung ra khỏi xe. Thời điểm va chạm, có một bé trai ngồi sau thùng xe bị tàu hất văng về phía trước hơn 50m, tử vong tại chỗ. Khung cảnh hỗn loạn, hầu hết các khách hàng đang ăn hủ tiếu hộp vịt lộn gần rào chắn đều tháo chạy. Nhiều người dân sống ở con hẻm cho rằng tài xế ô tô quá ẩu. Thời điểm đó chuông báo đã reo, gác chắn khác cũng đã hạ, nhưng tài xế vẫn cố gắng lái xe qua. Khi xe di chuyển ra nút giao, tôi không hề để ý vì nghĩ tài xế đã biết và dừng chờ. Không ngờ chỉ vài giây sau, cả nhà nghe tiếng rầm rất lớn cùng tiếng hãm phanh của tàu. Thì mọi người chạy ra. Tàu dừng gần 1 giờ đồng hồ để xử lý hiện trường vụ tai nạn mới tiếp tục chạy. Bà Loan, nhà ở cạnh hiện trường thuật lại. Theo bà Loan, vợ chồng tài xế đang lái xe từ quán ăn chay về nhà. Trên xe còn có 2 người làm thuê. Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua địa phận huyện Gia Lộc, Hải Dương ngày 11 tháng 7 khiến 8 người thương vong. Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc khẩn trương phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Tổng Công ty VDF điều tra làm rõ nguyên nhân, giải quyết theo quy định. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 7, anh Đặng Quốc Hoàng, sinh năm 1983, quê tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 38C-19583 chở theo anh Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1958, quê Nghệ An, và anh TTA, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, di chuyển trên cao tốc hướng Hà Nội-Hải Phòng. Ô tô di chuyển tới km 49+400, đoạn qua địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thì bất ngờ va chạm với ô tô khách mang biển kiểm soát 15F00678 do anh QVL, sinh năm 1989, quê Hòa Bình điều khiển, chở theo 11 hành khách. Cơ quan chức năng xác định thời điểm này, ô tô khách biển kiểm soát 15F00678 va chạm phía sau ô tô biển kiểm soát 38C19583 do xe biển kiểm soát Hà Tĩnh phanh gấp. Sau va chạm, hai ô tô dừng trên làn đường số 1, làn đường có tốc độ di chuyển 120 km/h. Ngay sau đó, anh Đặng Quốc Hoàng và anh TTA cùng trên ô tô 38C19583 xuống xe tranh cãi với tài xế xe khách là QVL, sinh năm 1989, quê tỉnh Hòa Bình, ngay trước đầu ô tô khách 15F00678. Thời điểm này, ô tô mang biển kiểm soát 30K75700 do anh Trần Ngọc Thế, sinh năm 1996, quê tỉnh Thái Bình điều khiển đi cùng chiều đi tới, đâm vào phía sau ô tô khách 15F00678, đẩy ô tô này đâm trúng anh TTA và QVL dẫn đến cả hai người tử vong tại chỗ. Va chạm mạnh trên cao tốc cũng khiến 11 người khác bị thương, được lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận cả ba ô tô trong vụ va chạm liên hoàn bị hư hỏng nặng. Sự cố khiến tuyến cao tốc hướng Hà Nội - Hải Phòng bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Kết quả kiểm tra cũng xác định cả ba tài xế trong vụ va chạm không có nồng độ cồn. Cảnh sát đang tiếp tục xét nghiệm ma túy với những người này. Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để giải quyết theo quy định. Bài học đắt giá cho lái xe qua vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Báo Lao Động thông tin, từ vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng khiến 8 người thương vong, lái xe cần rút ra các bài học. Thứ nhất là khoản 3 điều 26 luật giao thông đường bộ quy định, chỉ được dừng xe đổ xe ở nơi quy định. Trường hợp buộc phải dừng xe đổ xe không đúng nơi quy định, thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết. Bài học thứ hai là không được dừng xe trên cao tốc, trong làn dành cho xe chạy tốc độ 120 km/h tùy tiện. Trong vụ tai nạn này, hai người xe bán tải tranh cãi với lái xe 16 chỗ trên làn đường vượt của đường cao tốc. Vị trí ba người đứng tranh cãi là nơi dành cho xe vượt với tốc độ tối đa 120 km/h, không được phép đi bộ, không phải chỗ để đứng tranh cãi. Cao tốc không phải là đường làng, va quẹt là nhảy xuống tranh luận đúng sai hay ẩu đả. Với tốc độ 120 km/h, các xe khác có thể gây tai nạn, thậm chí là tai nạn liên hoàn. Bài học thứ ba là lái xe tốc độ cao trên cao tốc phải chú ý quan sát. Tài xế ô tô 7 chỗ đã không quan sát tốt, trực tiếp gây ra tai nạn. Bài học về ứng xử khi tham gia giao thông, đó là biết nhường nhịn, ưu tiên cho an toàn, chỉ va chạm nhẹ nên bỏ qua, nhất là đang lưu thông trên cao tốc. Dừng xe cãi nhau ngay trên làn tốc độ 120 km là quá nguy hiểm. Trong trường hợp này, lời dạy một sự nhịn chính sự lành của cha ông chí phải. Nhiều người không chấp hành các quy định khi lưu thông trên cao tốc, dừng đỗ tùy tiện, thậm chí trải bạt ăn nhậu trên làn dừng khẩn cấp. Không tự trang bị kiến thức về pháp luật giao thông là không văn minh, không có văn hóa khi tham gia giao thông thì trước sau cũng gây ra tai nạn. Tai nạn cao tốc Nội Bài, Lào Cai, xe tải lật ngang, 3 người thương vong. Cục Cảnh sát Giao thông điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai giữa xe con biển Phú Thọ và xe tải biển Tuyên Quang vào chiều ngày 6 tháng 7. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tai nạn xảy ra tại km 48+350 qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, khiến chiếc xe con bị biến dạng nặng và xe tải lật chắn ngang đường cao tốc. Đồng thời, nhiều bao tải trên xe tràn ra đường. Vị trí xảy ra tai nạn gần lối ra nút IC7 vào Việt Trì, thiếu giải phân cách cứng, tạo ra nguy cơ lớn cho giao thông. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó tài xế xe con bị thương nặng.
và tử vong ngay sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ông HTH, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Cẩm Khê, là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này. Chị Bảo Loan, nhân chứng tại hiện trường, cho biết sau va chạm mạnh, khu vực xảy ra tai nạn bị ùn tắc kéo dài nhiều km, giao thông tê liệt, mất gần 2 giờ chúng tôi mới thoát khỏi khu vực này, chị Loan chia sẻ. Lực lượng cảnh sát giao thông, y tế và đơn vị quản lý cao tốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai cứu hộ và di dời phương tiện gặp nạn để đảm bảo an toàn và lưu thông giao thông. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các rủi ro giao thông trong tương lai. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự an toàn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc với lưu lượng xe lớn và tốc độ cao. Việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn giao thông là điều cấp thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao thông.